Hello, xin chào tất cả anh em trên kênh YouTube của Quốc Học. Anh em đến với trận độ một toái giữa Quốc Việt Thiều gặp Tuấn Anh Di Nam. Anh em cùng xem nhé. Đúng rồi anh ơi, hôm nay mấy anh em lên đây giao lưu anh ơi. Trời mưa to quá anh em ạ. Hai không, cặp đôi Quốc Việt Dân Thiều đang đi tìm lại chiến thắng cho mình. Xét vừa rồi đánh đúng 9 phút. Tôi vẫn mạnh dạn là theo cặp đôi bên kia 1 lít. Có anh em nào bắt không? Anh em nào bắt độ không? Tôi theo cặp đôi Tuấn Anh Sinam 1 lít. Anh em nào vào độ thì có thể comment nha. Nào vào độ thì comment nha. Một pha đứt lưới. Tí nữa sẽ có rất nhiều trận hay, Hưng Đức sẽ xuống đây. Rất nhiều trận hay chờ đón anh em, mời anh em cửa lại xem nhá, đang xem cho mình xin của sẻ nhá. Nhìn anh em đánh theo cầu thèm quá. Đứa chân cái tay ấy. Nó bảo bao giờ được đấy. Nó bỏ ấy đấy. Đầu tiên nó cũng biết em đi khám Thái Lan. Nó bảo bên chẳng. Lúc mãi không thấy cỏ ấy thì đi chụp lại ra lệch cái đấy. Bây giờ là phải đẩy cho nó về. Bây giờ là muốn đi đâu làm thuốc với uống thuốc. Ừ thì đẩy cho nó về. Không được vận động nữa. Nó đang bị vẹo ấy. Đang xem thì cho xin một cái comment nhỉ, để mình lấy động lực livestream. Vâng, những pha đập cầu ngoài rất chi là đáng tiếc của vận động viên Di Nam. Cầu kia nhanh hơn. Chào 8 người đang xem nhé, anh em cho xin của sẻ lên hơn 100 người xem ạ. À. Ai? Chân nhanh nhất. Chào 8 người đang xem nhé, anh em cho xin của sẻ lên hơn 100 người xem ạ. À. Ai? Chân nhanh như điện của Tuấn Anh. Uầy, là chuẩn bị một phát to đùng này.
Đấy. À! Và tổng lực của Di Nam cầu rất chi là nặng. Anh đang đánh 9C. Tuấn Anh đang đánh 88S. Dương Thiều anh 9C. Anh Việt đang đánh con thế nào con gì đây? Dương Thiều anh 9C. Anh Việt đang đánh con thế nào con gì đây? 88D. Cô 20, ai cũng 18. Hai tầm đấy rồi con, phá đập cầu chọc khe, phá tăng cửa đạo. Anh em trời mưa này vào xem cầu lông này hệ chấm hết nước chấm. Làm con vịt ngươi, làm con vịt ngồi xem cầu lông thì quá đi. Vâng, những pha đập cầu ra biên rất hay của Tuấn Anh. Anh bật cao 3m. Vẫn còn chuẩn của vận động viên Tuấn Anh. Chân đánh nhanh như điện. Điểm xấu ơi. 69. Cách biệt đang là 3 điểm. Đấy. Pha tỷ đề trái tay. Pha tỷ đề trái tay rất hay của Dương Thiều. Anh vẫn là có cái tay ve gọi là hay nhất Bắc Ninh. Nhưng pha về cầu của Dương Thiều rất chi là ảo diệu. Lý do tại sao ngày ve hay thì ngày xưa Dương Thiều kể là thầy bắt đứng một cả buổi đứng tập ve, chỉ có độc ăn rồi đứng ve liên tiếp trong một tháng để bây giờ có một cái tay ve rất chi là hay, ve đâu cũng được. Vâng, rất hay. Vừa nói xong và liên tiếp trong một tháng để bây giờ có một cái tay về rất là hay, về đâu được. Vâng, rất hay. Vừa nói xong và đập cầu quá tốt. Đấy. À. Đấy. Hất lên rồi anh ạ.
khu á. Khả năng sang bên nhà bên cạnh, bên nhà chị có rồi. Đi đâu mà mua ô á? Vẫn còn. Vâng. Di Nam cứu quả rất hay. Vâng. Pha đập không mạnh lắm nhưng mà cầu bay lại rất nhanh. Ê hằng. Hơi tắc. Hiện tại là có tầm 100 cái máy livestream đang ở sân. Bắt lại. Ui. Tay trái đánh một tay ve đúng sở trường của Di Nam. Điểm số đang là đều, không biết bao nhiêu đều thôi. Ở ngoài sân hình như bây giờ đang là 12-11 hay sao ấy. Xoáy thế nhỉ, ghê thật. Tay bê hàng nhiều kê xoáy thế nhỉ. Anh Tuấn Anh dạy trên đấy anh. À tập trên đấy à? À. Con Tuấn Anh hay dạy ấy, không á. Mới đi tập trên đấy. Chào mẹ nha, ăn cơm cho mẹ ơi. Xin chào vận động viên Thế Anh Sport. Hôm nay sân rất chi là đông em ạ. Thế anh thì ở đây hiện tại khu đối thủ. Ve kìa, tay ve rất đi vào lòng người. À. Đôi bên kia thì khỏe hơn anh em ạ, lực khỏe hơn, thế lực khỏe hơn, còn đôi bên này thì yếu hơn. Hay quá nhỉ, một pha đập giả chém rất hay của Quốc Việt. Anh dơ cao đánh khẽ. Thầy Tú bảo là hoa rơi cửa Phật. Thầy Tú bình luận mới hay. Rất phiêu. Ôi giời. Điểm số bao nhiêu ạ? 15-14, rất căng thẳng. Cặp đôi Dương Thiều Quốc Việt cố lên. Gỡ gạc đi. Nhanh thế.
16-14. Một pha sấm chuẩn bị to nát nha. 15-16. Trận đấu này đang được kéo dài 12 phút rồi. Hơn trận đấu trước 2 phút rồi. Anh Việt là sinh năm 90. Anh Việt sinh năm 93. Hay. Và đập gõ nhưng mà lại vào đúng tay của Dương Thiều. Anh vả sang góc kia đi. Điểm số bây giờ là 16 đều. Trận đấu rất chi là căng thẳng. Hay. Một pha điền vào chỗ trống. Ở đấy của anh Tuấn Anh. Bỏ lưới rồi. 17-16. Úi rồi, vẫn còn. Tay về nhỉ. Vẫn còn. 17 đều. Em dự đoán bên nào thắng nhỉ? Đấy rồi. Vẫn còn. Mười tám mươi bảy. Cầu ngang đúng sở trường của Tuấn Anh, rất nhanh. 19-17, hai điểm. Cặp đôi Dương Thiều Quốc Việt có san bằng tỷ số hay không? Hay, 18-19. Mười chín đều hay là 20-18? Pha đập rất nặng của Duy Nam. Đúng là những người đàn ông có vợ rồi đập rất mạnh. Trên sân thì là bốn vận động viên đều có vợ hết rồi. Đều một vợ một con rồi. Khả năng mình phải lấy vợ thôi. Sốt luôn à? Đều đúng anh. Xong. Vâng, điệu cười rất chi là khó chịu đến từ vận động viên Tuấn Anh Việt Trần. Anh có điệu cười rất chi là đuối đúng. Ô anh nên ta phải để một đều đi. Thế à? Anh ơi. Oh.